Trong cuộc đời, ai cũng có những ước mơ. Riêng tôi mong muốn sẽ trở thành một nữ doanh nhân tài ba để góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương mình. Dĩ nhiên, để thực hiện hóa nó, tôi cần một điểm khởi đầu. Và tôi đã chọn trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Bởi ngôi trường 40 năm tuổi này là một trong ba trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học kinh tế hàng đầu của cả nước. Hiện trường đào tạo 27 chuyên ngành. Những năm qua, trường đã đào tạo cho xã hội 50.000 cử nhân và hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế. Không những thế, nhà trường còn tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao và các chương trình liên kết với đại học quốc tế nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội được tiếp cận với môi trường học tập năng động, tiên tiến của nước ngoài ngay tại quê hương. Đặc biệt, rất nhiều đàn anh đàn chị khóa trước trưởng thành từ mái trường này hiện rất thành công và trở thành động lực cho các thế hệ sau như chúng tôi phấn đấu. Tại đây, chúng tôi có một môi trường học tập vô cùng thoải mái, với kho tàng kiến thức được truyền đạt từ các thầy cô được đào tạo chuyên nghiệp ở trong và ngoài nước. Một môi trường mà sinh viên có thể chủ động và thoải mái thể hiện những kỹ năng của mình. Hệ thống mạng Wi-Fi phủ sóng toàn trường tạo điều kiện để sinh viên kết nối với kho tàng kiến thức từ Internet mọi lúc, mọi nơi. Khu thư viện hiện đại theo chuẩn quốc tế với hàng ngàn đầu sách trên nhiều lĩnh vực, phục vụ cho việc tìm kiếm kiến thức của tất cả chuyên ngành. Đặc biệt, nguồn sách ngoại văn phong phú giúp sinh viên tiếp cận với kho kiến thức của thế giới. Đây cũng là không gian lý tưởng để chúng ta tự học. Nhà trường còn xây dựng khu ký túc xá thoáng mát, dịch vụ khép kín trong khu viên trường giúp sinh viên không phải lo về chỗ ở. Bên cạnh đó, để giải lao và rèn luyện sức khỏe sau những giờ học căng thẳng, chúng tôi còn được hòa mình vào những trận thi đấu thể thao sôi động với khu thể thao và thi đấu đa năng hiện đại phục vụ nhiều bộ môn. Và thêm một điều tuyệt vời nữa mà tôi có được chính là học tập ở nơi đây. Tôi có cơ hội làm quen với những người bạn tuyệt vời, những sinh viên năng động và xuất sắc sẽ đồng hành cùng tôi trong quá trình học tập. Tôi nghĩ rằng ước mơ có thể thực hiện được, quan trọng là bạn phải tìm được một môi trường tốt và có được một nền tảng tốt để phát huy. Và tôi rất hài lòng về sự lựa chọn của mình. Còn bạn thì sao? Hãy truy cập ngay vào địa chỉ due.udn.vn để tìm hiểu các thông tin về trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và lựa chọn cho mình một cánh cổng đi đến tương lai. due.udn.vn, click ngay, tương lai trong tầm tay.